Chương 4. Hai trái tim cùng nhịp đập. Cách mạng không có biên giới quốc gia. Lẽ nào tình yêu lại có quốc giới hay sao? Hồng Thủy cầu hôn với tôi. Tôi rất vui mừng bằng lòng. Một tháng tập huấn nhanh chóng kết thúc. Hơn 100 đồng chí học cùng khóa với tôi đều được nâng cao rất nhiều về trình độ giác ngộ chính trị, tư tưởng và trình độ hiểu biết về lý luận, chính sách. Riêng đối với tôi, còn một thu hoạch khác, đó là giữa tôi và Hồng Thủy đã có sự hiểu biết nhau hơn. Cái tên Hồng Thủy đã trở thành một dấu ấn sâu đậm trong trái tim tôi. Căn cứ vào nhu cầu của hình thế kháng Nhật, để động viên và tổ chức một cách rộng rãi chị em phụ nữ toàn huyện gia nhập phong trào kháng Nhật cứu vong, đặc khu ủy quyết định thành lập Hội Phụ Nữ Cứu Vong huyện Ngũ Đài. Khi lớp tập huấn kết thúc, đặc khu ủy giữ tôi lại để phụ trách công tác chuẩn bị thành lập Hội Phụ Nữ Cứu Vong. Một hôm, sau khi đi họp ở đặc khu ủy Tấn Đông Bắc về, Hồng Thủy đi thẳng về Hội Phụ Nữ. Ông dặn người bảo vệ chờ ở ngoài, rồi đẩy cửa ào ào bước vào. Không hiểu điều gì làm ông có vẻ rất cao hứng. Tôi cẩn thận, lặng lẽ nhìn ông. Ông thuận tay bê một chiếc ghế dài đặt ngồi trước mặt tôi, rồi nói luôn là muốn cầu hôn với tôi. Tôi vốn rất có tình cảm với Hồng Thủy, nhưng khi ông đột ngột đề xuất việc lấy nhau, tôi không biết nói thế nào cho phải. Có tin mừng gì mà anh vui vẻ thế? Kết hôn chẳng phải là tin mừng sao? Trần kiếm qua, chúng ta lấy nhau nhé. Hồng Thủy lại nhắc lại một lần nữa. Đôi mắt của anh đăm đăm nhìn tôi và chờ câu trả lời. Nhìn bộ dạng náo nức, rộn ràng, thành khẩn của Hồng Thủy, cứ như bàn với tôi về chuyện công tác do cấp trên mới phân, tôi không tự chủ và trả lời: được. Vừa bật nói xong, mặt tôi bỗng đỏ dư, tim đập thình thịch. Thế nhé, cứ thế nhé. Không đợi tôi trả lời, với bộ dạng sung sướng mãn nguyện, anh kéo người bảo vệ cùng đi luôn. Trai khôn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đó là lẽ thường của trời đất. Thế nhưng ai lại trước một phụ nữ trẻ thẳng thừng cầu hôn, phía nữ lại bằng lòng ngay, không có ý của cha mẹ. Đặc biệt trong xã hội cũ, làm gì có việc người con gái tự mình quyết định việc kết hôn mà không hỏi ai. Ngay trong đội ngũ cách mạng, một số đôi đã có ý với nhau, tâm đầu ý hợp, vẫn phải nhờ tổ chức giới thiệu hay nhờ bạn thân mai mối. Còn tôi đã rất vui sướng đáp ứng lời cầu hôn của Hồng Thủy. Mấy chục năm nay, vẫn có người hỏi tôi về chuyện đó. Khi Hồng Thủy cầu hôn với chị Kiều ấy, có phải là đóng kịch không? Tôi không hề do dự trả lời họ. Tôi và Hồng Thủy chưa nói đã ưng nhau. Nếu nói theo cách ngày nay là trái tim của chúng tôi đã đập cùng một nhịp. Lúc đó, khi thấy tôi và Hồng Thủy sắp cưới, có người hỏi lại tôi: Trung Quốc có ngàn, ngàn vạn người, tại sao chị lấy một người ngoại quốc? Cô đã hiểu rõ Hồng Thủy chưa? Sau này anh ta về Việt Nam thì cô tính sao? Đối với những lời khuyên đầy thiện ý, tôi rất hiểu. Và lại nói thẳng, kết hôn với người nước ngoài ở huyện Ngũ Đài, ở biên khu Tấn Sát Ký, ở trong Bát Lộ Quân, chưa ai từng nghe nói. Hồng Thủy mới 16 tuổi đã đến Trung Quốc. Vì cách mạng Trung Quốc, ông chẳng quản mọi hy sinh bản thân. Ông đã yêu mến nhân dân Trung Quốc như thế. Là một người phụ nữ cách mạng Trung Quốc, lại là một nữ trí thức. Tại sao tôi không thể cùng một đồng chí ngoại quốc như vậy kết hôn? Cách mạng không có biên giới quốc gia. Lẽ nào tình yêu lại có quốc giới hay sao? Đối với ý tốt của mọi người lo cho mình, tôi chỉ vui vẻ cười, trả lời: cảm ơn các anh chị quan tâm. Rất tiếc là muộn mất rồi. Tôi đã quyết định. Ở nhà tôi, khi nghe tôi sẽ lấy Hồng Thủy, mọi người đều không đồng ý, song không phản đối. Vì rằng từ khi còn nhỏ, mọi việc lớn, cha tôi đều nghe theo ý kiến của tôi. Có thể nói tôi là cục cưng của ông. Mọi người trong nhà chỉ bàn phải có một tiệc cưới. Thực ra chỉ là một bữa cỗ tất niên ở thôn quê. Đôi bên đồng ý. Ngày 30 Tết năm đó, tôi và Hồng Thủy từ huyện Ngũ Đài về trấn Đông Giã. Ông tôi ở nhà đã chuẩn bị bữa tiệc cưới cho chúng tôi, nhờ người nấu cỗ. Cũng chỉ là món bánh mì trắng, mì chiên, thịt đông, thịt nướng.
như các bữa cỗ 30 Tết mọi năm. Tôi và Hồng Thủy rất sung sướng mời các anh ở ủy ban huyện như Từ Kế Chi, Triệu Bằng Phi, Mã Chí Viễn và mấy đồng chí cùng công tác đến uống rượu. Dự lễ cưới chỉ có người nhà và mấy đồng chí nên không có lễ nghi khách sáo gì. Ông tôi vui mừng nói luôn miệng, gia công rót rượu và mời mọi người ăn uống. Vào lúc mọi người đã bắt đầu bốc men, Mã Chí Viễn đứng dậy, giở cuộn giấy hồng đào đọc thơ coi như đồ mừng cưới. Hồng lãng uông dương quán đài đông, thủy bình giải hận thoại trường trinh, ngọc nhân tố bão kháng nhật trí, anh hùng tảo hoài du kích tâm, luyến quân đan mâu xuất an nam, ái nùng song đào phách nhật bản, kỷ công thống nhất tư tráng trí, niệm niệm bất vong bát lộ quân. Tạm dịch là: sông Hồng sóng cuộn về đài đông, trường trinh bèo dạt phận long đông, người đẹp hằng ôm chí kháng nhật, anh hùng du kích quyết lập công, chồng yêu đơn thương từ Việt Nam, vợ quý song đao chém Nhật Bản, gặp nhau chí lớn nên nghiệp lớn, mãi mãi không quên bát lộ quân. Mã Chí Viễn chỉ tay vào các chữ đầu câu của bài thơ đọc to: Hồng Thủy Ngọc Anh luyến ái kỷ niệm. Tạm dịch là: kỷ niệm tình yêu của Hồng Thủy Ngọc Anh. Mọi người đều vỗ tay doan và tán thưởng. Hay, Mã Chí Viễn đúng là một nhà thơ còn náu mình. Ông tôi vừa cười vừa gật đầu lia lịa. Thế nhưng trong bữa tiệc cưới này, ông vẫn còn một điều áy náy. Ông tôi biết cha tôi rất thương tôi. Cha tôi lại không có nhà. Ông tôi cũng muốn có mấy câu dặn dò. Ông lúng túng đứng dậy, tay nâng ly rượu, cảm động để rượu sánh ra ngoài. Ông nhìn tất cả cử tọa, rồi cuối cùng nhìn vào Hồng Thủy, nói: hôm nay là ngày đại hỷ của cháu Ngọc Anh và chủ nhiệm Hồng Thủy. Cha của Ngọc Anh không có nhà, tôi là ông của cháu, chỉ có một lời thôi là mong cho cháu Ngọc Anh và chủ nhiệm Hồng Thủy trăm năm đầu bạc. Hồng Thủy lập tức đứng dậy, rót đầy một ly rượu cho mình. Hồng Thủy nâng chén rượu lên kính cẩn, hướng về phía ông tôi nói: thưa ông, xin ông cứ yên tâm, cháu và Ngọc Anh trên trời như đôi cánh chim, dưới đất như hai cành lý, sẽ cách mạng cho đến chết, kết bạn suốt đời. Nói xong, Hồng Thủy uống cạn chén rượu không sót một giọt. Sau vài tuần rượu, sắc mặt ngăm ngăm của Hồng Thủy đã ửng hồng. Đôi mắt vốn tính nhanh của anh nay càng rạng rỡ. Anh rất vui vẻ, phấn khởi vì mười mấy năm gian khổ chiến đấu nơi đất khách quê người, nay lại tìm được người bạn đời, có được một người bạn an ủi trái tim mình, có một gia đình êm ấm. Ngày hôm đó, Hồng Thủy đã hoàn toàn hòa nhập vào gia đình dân tộc Trung Hoa. Hôm ấy, nhân ngày cưới, tôi và Hồng Thủy đến một hiệu ảnh nhỏ ở Trấn Đông Giã, chụp một tấm ảnh kỷ niệm. Tấm ảnh quý báu đó suốt đời tôi giữ ở bên mình. Trời dần tối, trong ngõ nhà họ Trần, trước cửa lớn nhà nào cũng treo một đôi đèn lồng. Nhà tôi ở giữa trang viện cũng đốt một đống lửa trước cửa nhà. Sau đấy, mỗi nhà là một bó đuốc cuốn rỗng ở trong. Trong đặt chất đốt cao chừng 2 mét. Đến đêm đốt đuốc lên. Đó là tục lệ của người ngũ đài vào buổi tối tất niên, để xua đuổi quỷ thần, giữ cho gia đình bình yên vô sự. Đuốc cháy càng mạnh, lửa cháy vù vù, nổ lép bép. Mọi người đứng quanh đống lửa cười cười, nói nói. Ánh lửa trong đêm bùng sáng, tôi có cảm tưởng rằng mọi người của Trấn Đông Giã đều đang chúc phúc cho vợ chồng tôi. Vì việc lấy vợ, Hồng Thủy bị phê bình. Tin truyền đến Diên An, Mao Chủ tịch và Chu Tổng Tư lệnh cảm khái nói: đây là lòng quân rồi. Vừa tiến vào động phòng, tử hứng của Hồng Thủy vẫn còn. Ông bỗng nổi hứng ngâm thơ, vừa đi lại vừa cao giọng ngâm bài thơ đã làm rung động Hoa Hạ của thi sĩ Phương Bột đầu đời Đường, bài thơ Đường Vương Các Bất Hủ. Khi ông đang say sưa ngâm đến câu "Lạc Hà giữ cô vụ tề phi,
Thu Thủy Cộng Trường Hiên Nhất Sắc là hai câu thơ hay tuyệt trần. Tôi nhịn không được cười rũ ra. Anh vừa làm rể của Trung Hoa, lại vừa muốn làm thiếu niên tài tử của Trung Quốc nữa cơ đấy. Hồng Thủy dừng đi lại, quay về hỏi tôi: Kiếm Qua, em có biết Vương Bột là nhân sĩ đất nào không? Tất nhiên là em biết. Ông ta là người Hà Tân, Sơn Tây, là thiếu niên tài tử của quê em. Ông được coi là người đứng đầu tứ kiệt thời đầu nhà Đường. Thế em có biết ông ta chết chôn ở đâu không? Tôi lắc đầu im tịt. Vương Bột chết chôn ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng có lẽ trong khi vui mừng ngày cưới, Hồng Thủy lại ra giết nhớ về Việt Nam chăng, nên tôi không dám hỏi. Hồng Thủy bỗng nhiên cười phá lên: Người Sơn Tây và Việt Nam có duyên với nhau vậy. Bấy giờ tôi mới rõ là Hồng Thủy chúc mừng chúng tôi thành đôi lứa. Về vấn đề Vương Bột gặp nạn tại đâu, sách sử Trung Quốc không có ghi chép chính xác. Thế là Hồng Thủy kể cho tôi nghe truyền thuyết Việt Nam về Vương Bột gặp nạn. Cha của Vương Bột là Vương Phúc Kỳ, một huyện lệnh của quận Giao Chỉ thời đó, nay là Việt Nam. Đằng Vương Các Tự là tác phẩm của Vương Bột sáng tác tại Nam Dương, Sơn Tây, trên đường về Nam, sang Giao Chỉ thăm người thân. Mùa thu năm 676 sau Công Nguyên, Vương Bột cùng gia đình cả thầy 7 người đi thuyền sang Giao Chỉ. Sắp tới nơi thì biển nổi bão lớn, thuyền chìm, tất cả đều chết. Theo truyền thuyết thì sau khi thuyền chìm, chỉ duy nhất xác Vương Bột nổi lên và trôi dạt vào bờ bắc sông Lam ở Trung Bộ Việt Nam. Thời đó Vương Phúc Kỳ làm quan được lòng dân, nên dân chúng tổ chức chôn cất Vương Bột tử tế. Từ đó cứ nửa đêm ở hai ven sông lại vang lên tiếng Vương Bột ngâm hai câu thơ tuyệt cú: Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc. Tạm dịch là: Giáng chiều theo cánh chim cô đơn, nước mùa thu lẫn trời một sắc. Dân chúng Việt Nam bèn lập một đền thờ Vương Bột để cầu cho vong hồn của một thiếu niên từ cao nguyên Hoàng Thổ đến đây gặp nạn. Ít lâu sau, người cha của Vương Bột là Vương Phúc Kỳ tạ thế. Dân chúng địa phương đem ông về cùng chỗ con và thành kính thờ hai vị phúc thần của dân chúng. Hơn 1.000 năm đã trôi qua, hương khói của đền này vẫn được duy trì liên tục. À, anh còn là một nhà Trung Quốc học. Tôi mỉm cười khen anh. Kiếm Qua, em còn nhớ hai câu thơ khác của Vương Bột cũng đã được lưu truyền thiên cổ không? Hải nội tồn chi kỷ, thiên nhai nhược tỷ lân. Tạm dịch là: Bốn bể còn chi âm, chân trời xa mà gần. Tôi và Hồng Thủy thực sự là hợp ý nhau. Khi ấy, hai trái tim của chúng tôi đã hòa cùng nhịp đập. Một hôm, bí thư đặc khu ủy Tấn Đông Bắc, Vương Giật Quần, mời tôi lên phòng làm việc của ông. Ông mặc một chiếc áo bông dài, hai tay đút vào hai ống tay áo, đi đi lại lại, mặt có vẻ đăm chiêu. Tôi nghi ngại, không hiểu ra sao. Ông dừng lại và hỏi thẳng: Nghe nói cô và Hồng Thủy kết hôn rồi, có phải không? Tôi gật đầu, cảm thấy có điều bí ẩn. Cô có biết Bát Lộ Quân có một điều quy định không cho phép quan binh kết hôn trong thời gian kháng Nhật không? Tôi lắc đầu, không biết ạ. Lúc đó mặt tôi đỏ bừng lên. Bản tính tôi rất bướng, thế mà lúc ấy vì chuyện kết hôn bị phê bình, thật chẳng biết làm thế nào cho phải. Thấy thái độ phản ứng của tôi, Vương Giật Quần dịu giọng hơn: Việc này không trách cô được. Điều quy định này chỉ do Bát Lộ Quân quy định. Cô cũng lớn tuổi rồi, ở huyện Ngũ Đài, người tuổi như cô thì đã con bồng con mang rồi. Vương Giật Quần không phê bình tôi nữa, song trong lòng tôi rất không yên. Điều quy định chỉ áp dụng với người trong Bát Lộ Quân, thế nhưng sai lầm đó đều do chúng tôi gây nên. Nghĩ lại, tôi vô cùng lo lắng cho Hồng Thủy. Vì việc lấy vợ này, Hồng Thủy bị phê bình, song ông không nói nửa lời cho tôi hay. Hồng Thủy là người tính tình quả cảm,
Chỉ cần thấy đúng là ông dám làm và cũng dám chịu. Trời có sập thì một mình đội, quyết không để ai bị liên lụy, và nét mặt vẫn bình thản như không. Tôi hiểu rõ tính cách của Hồng Thủy. Việc ông Vương gọi tôi lên nói, tôi cũng không kể lại với anh. Tôi nghĩ Hồng Thủy đã chịu đả kích quá nhiều, lẽ nào tôi lại gây thêm nỗi đau lòng cho anh. Hồng Thủy đã 30 tuổi rồi, thời gian ở trong Bát Lộ Quân đâu còn là ngắn. Hàng ngày anh vẫn vui vẻ, nói cười cười, không lúc nào thấy anh lộ vẻ buồn rầu. Một người chịu nhiều những đả kích như thế, nếu không có ý chí cách mạng kiên cường thì sao còn giữ vững được niềm lạc quan như vậy. Việc Hồng Thủy và tôi lấy nhau, nghe nói trong Bát Lộ Quân thời đó là việc xảy ra đầu tiên. Một số cán bộ lớn tuổi đều cười. Hồng Thủy đã bắn phát pháo đầu tiên rồi, chúng ta lớp lớn tuổi chắc có hy vọng sẽ được thay đổi. Sau đó nghe nói tin ấy được truyền về Diên An, Mao Chủ tịch và Chu Tổng Tư lệnh cảm khái nói, đây là lòng quân rồi. Con đường cách mạng Trung Quốc quá dài, rất nhiều chú bé ngày nào vào bộ đội, súng đeo dài lê thê, tham gia chống vây quét, trường chinh, đánh trận, đánh rồi đánh nữa, nay đã quá tuổi, yêu cầu lấy vợ ngày càng bức thiết. Địa bàn của khu giải phóng có hạn, con gái vốn dĩ đã thiếu, nay lại về đóng thêm bao nhiêu quân, tỷ lệ nam nữ chênh lệch rất lớn. Tại Diên An, tỷ lệ đó đã đạt tới 18 nam trên một nữ. Tranh đàn bà con gái của dân thì làm sao còn được lòng dân? Phải nghĩ ra một kế, hạn chế việc bộ đội kết hôn thôi. Các anh bàn đi tính lại, rồi ra một quy định gọi là 28 cộng 7 cộng đoàn. Đoàn ở đây nghĩa là trung đoàn, tức người đã đủ 28 tuổi, có 7 tuổi quân, là cán bộ cấp trung đoàn, phù hợp với điều kiện trên thì được phép kết hôn. Tuy có quy định nghiêm như vậy, song số lượng nữ đồng chí quá ít. Vì vậy, bộ đội chiến đấu có thêm một nhiệm vụ nữa. Mỗi khi đến một nơi nào, hết sức thu nạp nữ thanh niên tham gia quân đội làm cán bộ. Nói đến chuyện này, các đồng chí lớn tuổi hồi đó đến nay vẫn còn nói, phải cảm ơn Hồng Thủy đã nã phát súng đầu tiên. Sự việc tôi và Hồng Thủy kết hôn đã làm kinh động đến Mao Chủ tịch và Chu Tổng Tư lệnh là điều ngoài suy nghĩ của tôi. Nó chứng tỏ vào thời ấy, tôi còn rất ấu trĩ, làm việc còn theo cảm tính rất nhiều. Đôi chim uyên ương không có tổ. VTC Now.